Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là thời sự trong ngày Nhân viên Ninja Van tố không được trả lương Bị ép ký đơn tự nguyện nghỉ việc Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị công an vào cuộc Xử nghiêm vụ liên quan công ty Educa Việt Nam Chủ tịch Tân Hoàng Minh Ông Đỗ Anh Dũng được trả một năm tù giam Lâm Đồng khởi tố mới tạm giam chánh văn phòng sở tài nguyên và môi trường về tội lừa đảo hàng chục nhân viên công ty công nghệ ECRM Việt Nam thuộc tập đoàn Ninja Văn hôm 12 tháng 9 dăng biểu ngữ, biểu tình đòi công ty thanh toán tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội đã bị nợ từ tháng 7 năm 2024. Chị Minh Tâm, tên nhân vật đã được thay đổi vì lý do an toàn, là một nhân viên của ECRM cho biết có hơn 20 nhân viên tại trụ sở Hà Nội và 35 nhân viên làm việc tại trụ sở ở thành phố Vinh, Nghệ An đã bị nợ lương gần 3 tháng qua mà không có một phản hồi chính thức hay kế hoạch thanh toán nào từ phía công ty mẹ. Chúng tôi không nhận được lương từ tháng 7 và bảo hiểm xã hội cũng bị nợ từ đó. Công ty công nghệ ECRM Việt Nam là công ty con của Ninja Văn, một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực vận tải tại khu vực Đông Nam Á, có trụ sở chính tại Singapore. Không chỉ nợ lương toàn bộ nhân viên, Hôm 10 tháng 9, CEO của Ninja Văn ở trụ sở chính đã họp trực tuyến với toàn bộ nhân viên ECRM. Thông báo, chúng tôi không có khả năng duy trì công ty nữa và các bạn sẽ bị sa thải nghỉ việc. Sau cuộc họp này, người đại diện pháp lý của Ninja Văn họp riêng với từng nhân viên yêu cầu họ phải ký vào thỏa thuận tự ý nghỉ việc thì mới trả lương đã thiếu, chị Tâm cho biết. Phía Ninja Logistics không hề có một lời hứa hẹn hay là một thời hạn nào cho biết là khi nào sẽ trả lương và chúng tôi phải bắt buộc ký giấy tự ngoài nghỉ việc thì mới được nhận lương của mình. Như vậy là đang ép buộc chúng tôi và không tôn trọng người lao động. Trường hợp doanh nghiệp phá sản thì tiền lương, các loại bảo hiểm, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận, lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán. Bức xúc vì không những không nhận được lời giải thích thỏa đáng mà còn bị lãnh đạo tập đoàn Ninh Gia Văn chèn ép và coi thường. Hôm 12 tháng 9, Toàn bộ nhân viên gồm 50 người tại hai trụ sở Hà Nội và Nghệ An đồng loạt biểu tình với hàng loạt biểu ngữ có nội dung như yêu cầu tập đoàn Ninh Sa Văn hãy trả lương và bảo hiểm cho người lao động, tập đoàn Ninh Sa Văn vi phạm pháp luật Việt Nam. Tất cả nhân viên đều ký đơn để gửi lên sở thanh tra và sở lao động để kiện thông báo về tình hình nợ lương và kêu gọi sự trợ giúp pháp lý của chính phủ Việt Nam. Hiện tại, bên sở đã vừa tiếp nhận và đang điều tra và sẽ có phản hồi cho chúng tôi. Hiện vẫn chưa có phản hồi nào vì họ vẫn đang điều tra tình hình tất cả các thông tin liên quan. Với việc bị cắt lương suốt 2 tháng, cuộc sống của nhiều nhân viên ECRM rơi vào tình trạng khó khăn, chị Tâm chia sẻ. Tôi có hai con nhỏ và vừa mới cho các cháu vào năm học mới, không có lương trong 2 tháng liền khiến cuộc sống của gia đình tôi rất chật vật. Tôi phải vay mượn từ người thân để trang trải chi phí hàng ngày, nhưng đâu thể vay mượn người ta mãi được. Chúng tôi cần một lời hứa rõ ràng về thời gian nhận lương và bảo hiểm xã hội. Chúng tôi không thể cứ làm việc mà không biết khi nào mình sẽ được thanh toán. Phản hồi yêu cầu bình luận của RFA, tập đoàn Ninja Logistics có trụ sở ở Singapore cho biết, mặc dù Ninja là chủ sở hữu và cổ đông đầy đủ của ECRM, nhưng đây là công ty con được phép hoạt động độc lập trong các thông số đã thỏa thuận chung. Trong ngày 24 tháng 9, truyền thông nhà nước Loan sau khi hay tin hơn 200 lao động bị bỏ rơi tại sân bay nội bài trong lúc làm thủ tục bay sang Hàn Quốc làm việc theo thỏa thuận với công ty Ejuka Việt Nam. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phạm Viết Hương đã ký văn bản khẳng định công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ejuka Việt Nam, công ty Ejuka, không được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nội dung văn bản ghi rõ, đây là vụ việc lớn, phức tạp, liên quan đến số lượng lớn người lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Do đó, để kịp thời xử lý vụ việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đề nghị Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được tòa phúc thẩm giảm một năm tù so với bản án sơ thẩm tuyên 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do giảm án là ông Dũng mắc bệnh hiểm nghèo và đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Truyền thông nhà nước lan tin trong ngày 25 tháng 9. Theo đó, tòa phúc thẩm đánh giá ông Dũng có những tình tiết giảm nhẹ mới như là người cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, có nhiều cống hiến cho xã hội, gia đình có công với cách mạng và toàn bộ hậu quả đã được khắc phục 100% kể từ giai đoạn điều tra vụ án. Theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, toàn bộ bị hại đã thực nhận số tiền của họ theo bản án tuyên. Hiện gia đình ông Đỗ Anh Dũng đã nộp khắc phục hơn 5.600 tỷ đồng, 13 bị cáo còn lại nộp hơn 900 triệu đồng. Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng thông qua phát hành trái phiếu. Ông Đỗ Anh Dũng tại tòa phúc thẩm cho biết trong suốt thời gian ở trong trà giam với hơn 900 ngày, ông luôn mong muốn được giảm án, sớm trở về để tiếp tục cống hiến cho xã hội, cùng Tân Hoàng Minh nối tiếp hoạt động kinh doanh. Ông Phạm Thành Công, chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, bị công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truyền thông nhà nước trong ngày 24 tháng 9 cho biết, vào tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã đồng thời thực hiện lệnh khám xét nhà ở của ông Công trên đường Lý Nam Đế, Đà Lạt. Theo công an, ông Công bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận một khoản tiền lớn từ một người dân trú tại huyện Đức Trọng để giải quyết về thủ tục liên quan tới đất đai. Nhưng cuối cùng, ông Công không giúp được và cũng không trả lại tiền. Vào đầu tháng 9 năm 2024, trong buổi tiếp công dân định kỳ của quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học, người dân trên đã mang giấy tờ và file ghi âm tố cáo ông Công. Ông Nguyễn Thái Học sau đó đã chỉ đạo công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ vụ việc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của AFP tiếng Việt.